Vâng, Hoàng Gia Rô xin kính chào tất cả bác nhá. Trong video tối ngày 16 tháng 1 tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia Rô về được 5 đến 6 bộ dàn đại các bác nhá, của các thương hiệu như của Technic rồi là Victor, Pioneer, Kenwood. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ không báo giá một bất kỳ một sản phẩm nào cả. Vì hàng hôm nay về thì mục đích là làm video này để thông báo đến toàn bộ các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc, cũng như là những bác là khách hàng của Hoàng Gia Audio trong những thời gian vừa qua, nắm bắt biết được rằng là bác nào có nhu cầu mua những bộ dàn đại phục vụ những cái căn phòng từ 25 đến 30 mét vuông thì hãy liên hệ ngay với Hoàng Gia Audio. Là trong ngày mai thì em sẽ tiếp tục sẽ test chi tiết từng bộ và gửi các bác trên video bác nhé. Bác nào có nhu cầu hãy liên hệ với Hoàng Gia Audio theo cái số điện thoại như trên tấm biển 0975884009. Và còn rất nhiều các sản phẩm về karaoke, loa nghe nhạc các bác nhá. Loa karaoke bãi của Đức này, bầu Mỹ, Mexico này, đài cassette này. Có rất nhiều các dòng loa trong này nữa các bác nhá. Thì các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ Hoàng Gia Audio. Dàn mini. Dàn mini còn rất là nhiều, còn Onkyo này. Các dòng loa nghe nhạc Pioneer CS45T66, F700, F7000. Loa Mỹ AR4 này, Ditton loa Anh. Rất nhiều. Rất nhiều các dòng âm ly karaoke cục đẩy này, rồi repao của Pioneer và một số cái dòng nữa, còn rất là nhiều các bác nhé, rất nhiều âm ly trên này nữa. Thì hôm nay chỉ là một cái video để giới thiệu cho các bác thôi, và em sẽ tiếp tục vệ sinh và sẽ test trước và sau đó sẽ báo giá ở trong video, vì hàng về là phải bắt buộc vệ sinh này, test các tính năng sau đó mới có cái giá cụ thể các bác nhé. Đấy, thì đấy nó ở chỗ đó nên là em không báo giá được vì lý do là hàng vừa về nên là chưa biết thật là con nào đang chạy cái tính năng gì và nó có cái vấn đề gì không. Đấy thì em cũng nói luôn. Đây ví dụ như là đây là cái đầu Technic, third CD của Technic đây. Các bác nhìn hàng bãi này. Đây nhá, nội thất của nó đây. Khi mở ra nó đã đẹp như này rồi. Đấy, hàng bãi nó phải như thế này. Sáng choang luôn. Đây là mắt CD này. Đấy, ví dụ như cái mắt này mà nó không đọc thì có thể là vệ sinh nó đi thì nó lại đọc, hoặc nếu nó hỏng thì nó có thay thì chúng ta sẽ thay. Đó. Một bộ Sony 717 này, 4 thớt. Đấy thì đây cũng đang phải tháo ra để vệ sinh mắt đọc này. Đây, nội thất của CD 717 đây các bác nhá. Đấy, nội thất đây. Còn đây là con đầu con này là con của Technic, con này là thớt tuner. Đấy, các bác để ý hàng bãi của nó đây. Tất cả cái vỉ mạch của nó còn sáng sáng và đẹp và không có tí bụi nhá. Đây là Hoàng Gia Audio chưa vệ sinh thì bác nhá, chưa vệ sinh gì cả. Đấy, ví dụ là nòng ốc hay là gãy chốt gãy nẫy thì cái này khó tránh khỏi các bác nhá. Đấy em cũng nói rõ vậy. Vì vận chuyển hàng về ấy, nó qua rất nhiều cái giai đoạn. Đấy, những cái nẫy này, những cái đỡ nóc này nó hay bị gãy. Nên là nhiều khi về là phải tháo ra để gắn vào. Đấy, gắn keo vào để nó giữ, chứ bởi vì là vận chuyển nhiều khi nó khó tránh khỏi. Đấy. Còn cam kết với các bác là tất cả những cái sản phẩm nó là đều là zin, ví dụ như loa này, zin này, cái nào thay gân hay là cái nào làm gì em sẽ báo. Đa số những cái này thì không phải thay gân rồi. Đây, đây là Sony 717 đây. Bát 16 đây. Gân gân vải, gân cao su. Đây là đôi Victor. Còn này bát 25. Đấy, màng carbon, gân vải. Rất đẹp, những cái kiềng mà sáng choang luôn. Đây này, những cái con Technic SD 5000 như thế này. Đấy, những cái vành kiềng này nó còn rất là sáng này, nó không bị xỉn. Nên nó rất là đẹp. Đấy, có một riêng một đôi, có một đôi Pioneer này là bị này mất căng xong lại còn bị vỡ chỗ này một tí này. Đấy. Còn loa là đẹp. Đấy, thì sẽ quay video chi tiết của các bác nhá. Thì đây là video thì em chỉ giới thiệu qua thôi. Đấy. Để cho các biết đây là dàn đại hết, bát 20 20 trở nên là dàn đại rồi. Đây là các thớt của nó đây. Thì em sẽ test và sẽ gửi cho các bác ở trong video mới nhất. Đây là thớt Pioneer này, đây là cái thớt Pioneer các bác này. Đầu đĩa này, thớt này thớt Equine này. Đấy, thớt này thớt táp này. Đấy, thì em cũng đang vệ sinh ngoài này còn rất là nhiều các dàn và loa đấy các bác nhá. Thì em xếp ngoài này, còn một cái kho ở bên gần nhà nữa. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ với bên Hoàng Gia Audio bên em. Bên em mà sẵn lòng phục vụ các bác. Đấy, số điện thoại của em đây rồi. Ngõ ở em ở ngõ nhà N4, cuối ngõ 120 Hồ Quốc Việt. Và hàng thì em ship toàn quốc nên bác nào lăn tăn vấn đề xa xôi thì cái này vấn đề không quá quan trọng các bác ạ, vì bây giờ là công nghệ 4.0 rồi. Vấn đề ship tận nhà luôn. Đấy, và các dòng Vanker Next, Next 9 Plus, hàng chính hãng, nâng tiếng TD, Alcotic, Ultra 800.
Đó, rất nhiều găng nách em nó phải thủ ở đây vì em biết rằng là cái thời gian điểm này gần Tết là giá thị trường lên rất cao, và hai là nhiều khi không có hàng để bán nên em đã thủ rất là nhiều. Đây mới chỉ là một cái góc nhỏ thôi, còn rất nhiều găng nách đang để ở bên kho để phục vụ các bác luôn các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu hát karaoke, nâng cấp những dàn karaoke mà chưa được hay thì hãy liên hệ ngay với Hoàng Gia Audio. Đấy, và những cái dòng bát BMB, bát 25 hàng bãi cũng đang xếp vào đây. Đó, tất cả đều chạy hoạt động ok rồi. Chỉ cần các bác có nhu cầu alo nhấc máy là bên em sẽ báo giá và gửi đến các bác luôn. Các bác nhá. Và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video này. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong video ngày mai. Bác hãy đăng ký kênh nhá. Hãy bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút màu đỏ phía dưới cái video bác đang xem, có cái chữ đăng ký. Nếu bác thấy video hay thì cho em xin một nút like. Các bác nhá. Cảm ơn các bác đã xem video này. Và em xin chào và kính chúc các bác một buổi tối cuối tuần thứ bảy thật là vui vẻ. Cảm ơn này, em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video ngày chủ nhật ngày mai. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.